Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ở trên cuộc đời này thì ai cũng mong muốn mình được giàu sang phú quý, ai cũng mong muốn mình có một cái cơ hội trúng số đổi đời, ai cũng mong muốn là mình có thật nhiều tiền của. Và những cái may mắn đó thì không ai giống ai cả. Tại vì trên cuộc đời này thì mỗi người có một cái số mệnh riêng, có một ngày tháng năm sinh riêng và có thời điểm riêng cũng như là có cha mẹ riêng. Và tùy thuộc vào cái phúc đức, tùy thuộc vào cái tâm tính và tùy thuộc vào cái học thức, cái năng lực, cái nỗ lực của các bạn, mà cái vận may nó cũng sẽ đến với các bạn trong thời điểm khác nhau thì nó cũng sẽ khác nhau. Và không ai giống ai cả. Thưa quý vị, thì trong cái bộ môn tử vi phương Đông thì có chỉ ra rằng trong cái tháng tư âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn thì sẽ có 3 con giáp được thần tài chiếu mệnh. Số mệnh của họ sẽ cực kỳ may mắn, làm đâu thắng đó, tiền của thì đầy nhà. Các thiên tinh, các sao tốt nó chiếu mệnh và cũng được thần tài ghé thăm, nên là nó sẽ mang lại nhiều cái cơ hội để cho họ kiếm tiền, làm giàu. Hơn nữa, lại được thời vận nó ủng hộ, nên là đây sẽ là những con giáp cực kỳ là may mắn, tài vận hanh thông và làm gì cũng dễ ra tiền của trong cái tháng tư âm lịch năm 2024 nó Giáp Thìn. Vậy thì ba con giáp đó thì sẽ là ba con giáp nào? Và liệu quý vị có nằm một trong những con giáp may mắn đó không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong tháng tư âm lịch thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Sửu. Đây là con giáp dễ làm ra tiền của. Những người tuổi Sửu trong cái tháng tư âm lịch được cục diện là Tị, Dậu, Sửu là tam hợp. Nói chung ấy, trong lá số tử vi tháng tư âm lịch thì những người tuổi Sửu có thể gặt hái được nhiều cái thành công và là nhiều cái thành tích tốt trong công việc. Bản mệnh đã biết rõ điểm mạnh của mình là gì để mà phát huy đúng lúc đúng chỗ, nên thường được lãnh đạo đánh giá cao, đồng nghiệp khâm phục. Quý vị hãy mạnh dạn nêu lên cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình với tập thể, rất có thể các bạn sẽ nhận được cái sự tán thành và ủng hộ của những người xung quanh. Đóng góp của các bạn có thể giúp cho mọi người tìm ra cái định hướng mới trong cái công việc, khắc phục được những khó khăn còn tồn đọng ở trong cái thời gian trước đó. Nếu mà phải tham gia thi cử trong cái thời gian này thì quý vị hãy dành thời gian ôn luyện kỹ càng những kiến thức, những kỹ năng cần phải có. Hãy tự tin thể hiện những cái gì mà mình biết trước đấy, để gì có thể là gì có được một cái công việc tốt hơn, cũng như là gì đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Tuy nhiên, dù có đạt được thành công đến mấy thì các bạn cũng đừng trở nên kiêu căng ngạo mạn. Cái cách hành xử không đúng đắn có thể sẽ khiến cho các bạn đắc tội với kẻ tiểu nhân, gây nên tổn thương cho những người khác lúc nào mà không hay. Thứ nhất là quý vị nên dành thời gian lắng nghe người khác, tôn trọng những cái khác biệt giữa mọi người, bởi ai cũng có những cái điểm mạnh riêng của mình. Thưa quý vị, và trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để mà trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Quý vị thân mến, thì bên cạnh cái công việc hanh thông thuận lợi thì cái tài lộc, cái tiền bạc của những người tuổi Sửu trong cái tháng tư âm lịch tháng Kỷ Tỵ này thì cũng có nhiều cái dấu hiệu được khởi sắc thăng tiến. Các bạn chăm chỉ làm việc, cống hiến thì sẽ nhận được những cái phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Những người làm công ăn lương thì lấy được lòng tin của lãnh đạo, nên thường được gì phân công cho những nhiệm vụ quan trọng. Dù phải làm việc vất vả, nhưng hãy cố gắng hết sức, các bạn sẽ nhận được những khoản thưởng lương, thậm chí là gì được cất nhắc, được tăng lương, thăng chức nếu mà công việc đạt được cái kết quả tốt. Với những người làm kinh tế thì nhân cái thời điểm các mối quan hệ xã giao nó đều khá là thuận lợi, các bạn có thể tranh thủ ký kết được hợp đồng với đối tác hoặc là mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh. Hãy tin tưởng vào cái khả năng của mình và sẵn sàng đối diện với những cái thử thách, các bạn sẽ có thể có nhiều cái cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt. Có điều trong thời gian này vẫn sẽ có nhiều cái thời điểm kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá. Vậy nên cũng khuyên quý vị nên kiểm chứng rõ ràng các thông tin trước khi mà đưa ra bất kỳ cái quyết định nào. Đừng có nghe theo lời rủ dê, lôi kéo của những cái người không đáng tin cậy. Kể cả trong những công việc quen thuộc thì các bạn cũng cần phải tập trung chú ý, không nên chủ quan, kẻo lại phải gì
phạm phải những cái điều đại kỵ và phạm phải những cái sai lầm đáng tiếc. Bên cạnh cái công việc nó được thuận lợi hanh thông thì nói chung ấy, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Sửu trong thời gian này thì cũng có những cái khởi sắc tích cực trong tháng tư âm lịch. Đặc biệt những người độc thân thì có thể nhận được cái sự chú ý đến từ nhiều những người khác giới. Khuyên các bạn hãy tự tin thể hiện cái những cái điểm mạnh của mình, chăm chút ngoại hình hơn và chú ý cư xử thì không thiếu những cái đối tượng chủ động tiếp cận các bạn. Nếu mà có thiện cảm với ai đó thì các bạn hãy dành thời gian, nhiều thời gian hơn để trò chuyện với đối phương. Trải qua quá trình trò chuyện tìm hiểu thì các bạn sẽ có thể là nhận ra rằng người đó có cùng chung quan điểm và với mình ấy, và hai người cũng gì có nhiều cái điểm chung và dễ trở thành người một nhà. Còn với những người đã lập gia đình trong thời gian này thì các bạn biết quý trọng những gì mà mình đang có, nên là luôn cố gắng dành thời gian giúp đỡ những người mình thân yêu. Cũng như vậy mà tình cảm giữa mọi người thì ngày càng trở nên gần gũi, gắn bó và khăng khít hơn. Nếu mà có khó khăn gì trong công việc thì quý vị cũng đừng ngần ngại tâm sự, trao đổi với nửa kia của mình. Người ấy có thể đưa ra cho quý vị những cái lời khuyên hoặc là những cái gợi ý hữu ích, giúp các bạn nhìn nhận vấn đề dưới một cái góc độ mới mẻ hơn, hoặc là ít nhất thì các bạn cũng thấy nhẹ lòng mình hơn. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cái vận trình sức khỏe của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng có nhiều cái dấu hiệu suy giảm nhẹ dưới các tác động của một vài cái hung tinh. Xong, cái điều đó cũng không đáng lo ngại. Chỉ cần các bạn ăn uống nghỉ ngơi một cách hợp lý, một cách khoa học thì cơ thể sẽ không gặp phải cái vấn đề gì quá lớn. Bên cạnh đó, trong thời gian này khi làm việc chân tay hoặc là khi tham gia giao thông thì quý vị hãy chú ý an toàn kẻo xảy ra những cái sự cố đáng tiếc. Nếu mà cảm thấy cơ thể có dấu hiệu gì bất ổn ấy thì cũng nên đi khám chữa ngay, đừng nên để cho bệnh tật này kéo dài, những người tuổi Sửu nhé. Và để gia tăng thêm may mắn, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho công việc được hanh thông, tài lộc vượng tiến và cái công việc nó ổn định ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong tháng tư âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, theo các bậc thầy tử vi có dự báo về cái vận trình của 12 con giáp thì thấy rằng trong cái tháng tư âm lịch ấy, thì có nhiều cái cơ hội về sự nghiệp sẽ đến với những người tuổi Tỵ nhờ có sự hỗ trợ của nguyệt lệnh đó. Quý vị hãy luôn sẵn sàng gì cái tinh thần là phấn đấu, các bạn sẽ chạm tay vào những cái đích mà mình đã đặt ra từ trước đó. Thời điểm này các bạn sẽ giữ được cái đầu óc tỉnh táo, nhanh nhẹn nên thường đưa ra những cái ý kiến đóng góp một cách chính xác, giúp tập thể giải quyết được nhiều cái khó khăn còn tồn đọng. Thêm vào đó, các bạn rất tự tin, sẵn sàng thể hiện cái bản lĩnh nắm vai trò lãnh đạo và hướng dẫn mọi người, nên dần dần sẽ tạo được cái vị thế cho tập thể. Trong thời gian này thì lãnh đạo có thể giao cho các bạn những cái nhiệm vụ quan trọng hoặc là cất nhắc thăng chức tăng lương cho các bạn. Vì thế dù vất vả thì các bạn cũng hãy thì không ngừng cố gắng, rồi công sức của các bạn cũng dần dần được đền đáp một cách xứng đáng. Với những người làm lãnh đạo thì các bạn có thể thể hiện được cái tầm nhìn của mình đấy, và đưa ra những cái quyết sách đúng đắn giúp cho tập thể thoát khỏi cái lối mòn. Các bạn cũng có cách cư xử đúng đắn, biết quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên, nên là cũng sẽ được mọi người tôn trọng. Tuy nhiên, trong cái tháng này thì thái tuế hung tinh nó xuất hiện là cái dấu hiệu chứng tỏ những cái nguy cơ vẫn còn đang ẩn tàng. Quý vị hãy làm việc gì thì cũng nên cẩn trọng một chút, không nên kiêu ngạo hoặc là lơ là để sót những cái chi tiết nhỏ gây ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc về sau. Vậy nên để hóa giải cái hung họa cũng như là mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái công việc nó hanh thông thuận lợi, nói chung tình hình tài chính của những người tuổi Tỵ có những cái bước tiến triển tích cực trong tháng tư âm lịch. Những gì mà các bạn gặt hái được là cái thành quả sau những lần cố gắng trong suốt một thời gian dài. Vì vậy các bạn có thể là an tâm tận hưởng
và thưởng cho mình một cái món quà nào đó. Với những người làm công ăn lương thì các bạn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao nên là không thể thiếu các khoản thưởng nóng, hoa hồng. Thậm chí một số người còn nhận được quyết định thăng lương, thăng chức. Nếu thấy tự tin vào cái thành tích và những cống hiến của mình cho tập thể thì các bạn có thể chủ động đề nghị cái việc là gì? Thăng chức tăng lương với lãnh đạo. Với những người làm kinh tế thì quý vị sẽ khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường nên là khách hàng đổ về ngày một đông đúc hơn. Các bạn chỉ cần tập trung vào làm tốt cái công việc của mình thì không sợ đối thủ chơi xấu, tiền bạc cũng sẽ đổ về túi đều đều và ngày càng được rủng rỉnh. Bên cạnh đó, những người có ý định mà khởi nghiệp hoặc là làm thêm các việc tay trái thì cũng có thể bắt tay vào tiến hành ngay trong thời gian này. Tất nhiên là bắt tay vào một công việc mới thì các bạn sẽ không tránh khỏi những trắc trở. Xong, quý vị hãy kiên trì, kiên định và tin tưởng vào tương lai, vào cái công sức của quý vị thì sẽ không bị uổng phí. Bên cạnh đó, công việc nó hay thông thuận lợi, sự nghiệp phát triển, tiền bạc thì dồi dào. Nhưng hơi tiếc một chút là cái phương diện tình cảm của những người tuổi Tỵ lại không được suôn sẻ như ý muốn. Có thể công việc quá bận rộn mà các bạn quá tập trung vào cái sự nghiệp của mình nên lơ là cái việc quan tâm đến bạn đời của mình. Với những người đã lập gia đình thì dù bận rộn đến mấy thì các bạn cũng nên dành thời gian để trò chuyện, quan tâm đến những người thân. Đặc biệt, các bạn không nên dồn mọi trách nhiệm chăm sóc nhà cửa, con cái lên đầu người ấy. Nếu mà bận rộn quá đến mức là không sắp xếp được thời gian thì các bạn nên chủ động trao đổi với người ấy để vợ chồng cùng thấu hiểu và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Ngoài ra, các bạn cũng cần phải đặt bản thân mình vào vị trí của đối phương. Không nên đưa ra bất kỳ cái yếu tố nào vô lý. Những cái điều mà bạn cho là đúng thì chưa chắc đã phù hợp với thực tế, chưa chắc đã là tốt cho mọi người. Trong thời gian này thì những người độc thân có vẻ như là quan tâm đến cái sự nghiệp hoặc là cái sở thích cá nhân hơn là xây dựng những cái mối quan hệ với người nào đó. Chính vì vậy mà các bạn cũng khá thờ ơ trong cái việc trò chuyện, tiếp xúc với những người khác giới. Tuy nhiên, các bạn cần chú ý hơn khi mà hành xử với mọi người. Không nên đưa ra những cái lời từ chối quá phũ phàng hoặc là cố tình làm ngơ với đối phương. Các bạn cần phải tìm ra cách cư xử thực tế hơn, đúng đắn hơn. Đừng có làm tổn thương những cái người chân thành với mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, kích hoạt cái vận nhân duyên đấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Bên cạnh đó, cái sức khỏe của quý vị trong thời gian này cũng không có vấn đề gì đáng là lo ngại. Các bạn đã duy trì được cái tinh thần khá là tích cực, hăng hái nên là luôn sẵn sàng bắt tay vào làm mọi việc, thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh nữa. Vậy nên những người tuổi Tỵ hãy duy trì cái thói quen tập thể dục thể thao thật tốt, sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh. Các bạn sẽ luôn có một cái sức khỏe để làm mọi cái điều mà mình thích. Trong tháng này thì cái thái tuế hung tinh nó vẫn còn đang ẩn tàng, vậy nên là gì? Nếu mà có việc gì cần phải đi xa thì quý vị nên chú ý an toàn giao thông để tránh những cái tai nạn bất ngờ nó xảy ra. Hãy luôn tuân thủ luật lệ, tránh điều khiển phương tiện trong cái tình trạng mệt mỏi hay là gì thiếu tỉnh táo nhé. Đó là con giáp may mắn thứ hai là những người tuổi Tỵ. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái tháng này đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, thì với những người tuổi Mùi trong tháng 4 âm lịch thì được cục diện là Tỵ, Ngọ, Mùi là tam hội. Nói chung ấy, căn cứ vào cái vận trình tháng 4 của 12 con giáp thì thấy rằng những người tuổi Mùi sẽ đón nhiều cái cơ hội, nhiều cái tin vui trên cái phương diện sự nghiệp của mình trong cái thời điểm này. Được cục diện tam hội nó hỗ trợ, lại thêm cái nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa, nhiều thời điểm cho nên nhiều thời cơ mà những người tuổi Mùi sẽ có được đấy và đạt được những cái đích đến như mình mong muốn. Với những người tham gia thi cử tuyển dụng thì trong tháng này các bạn tự tin phát huy cái vốn hiểu biết của mình nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp và với ban giám khảo và với nhà tuyển dụng. Quý vị hãy tự tin thỏa thuận một cái mức lương hoặc là một cái vị thế mà mình mong muốn, khả năng cao sẽ được đáp ứng tất cả. Còn với những người làm công ăn lương thì các bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp nên là công việc có thể hoàn thành nhanh chóng hơn so với dự kiến. Thậm chí các bạn còn có thể là những người mà chỉ đường dẫn lối, truyền cảm hứng cho bạn bè, cho đồng nghiệp. Những cái thành tích đạt được trong công việc
có thể giúp cho các bạn lọt vào mắt xanh của quý nhân. Đối phương cũng sẽ giới thiệu cho các bạn về nhiều cái cơ hội bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng. Quý vị hãy khiêm tốn học hỏi, các bạn sẽ tiếp thu thêm được nhiều cái kiến thức hữu ích, có giá trị cho cái sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, trong cái tháng 4 âm lịch ấy, thì cái vận trình của những người tuổi Mùi vẫn còn một vài cái hung tinh nó rình rập, thỉnh thoảng vẫn sẽ đem đến những cái rắc rối cho bản thân. Vậy nên những người tuổi Mùi hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, không nên khoe mẽ, ra vẻ ta đây khiến cho kẻ xấu nổi lòng tham, hoặc là tìm cách cướp mất công lao, hoặc là tìm cách hạ bệ danh tiếng của các bạn. Vì thế, để hóa giải những cái xung sát thị phi và cái hạn tiểu nhân ám hại để giúp mang lại may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam mộc quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam mộc quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Thưa quý vị, trong tháng tư âm lịch thì cái vận trình công việc, sự nghiệp nó hanh thông thuận lợi. Đâm ra là cái phương diện tài lộc của những người tuổi Mùi cũng sẽ xuất hiện nhiều cái điểm sáng. Dù làm trong bất kỳ cái lĩnh vực gì đi chăng nữa thì các bạn cũng có thể là kiếm được tiền về để túi, dùng dính mà chi tiêu. Với những người làm công ăn lương thì những cống hiến cho tập thể cũng sẽ giúp cho các bạn nhận được một khoản thưởng nóng, hậu hĩnh. Thậm chí cấp trên còn có thể chủ động tăng lương cho các bạn nữa. Các bạn cũng có thể chủ động xin tăng lương, thăng chức nếu như mà thấy công sức của mình bỏ ra là xứng đáng với những cái điều đó. Chắc chắn cấp trên cũng sẽ muốn giữ những người tài giỏi xuất sắc như các bạn. Còn với những người làm kinh tế thì các bạn niềm nở, nhiệt tình nên là cũng thu hút được một lượng khách hàng lớn. Bên cạnh đó, các bạn còn không ngừng thay đổi cái bản thân để bắt kịp xu thế của thị trường. Nhiều người từng mua hàng của các bạn thì cũng đã quay lại ủng hộ vào những lần sau. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện, có thể đem đến cho những người tuổi Mùi những cái cơ hội để mở rộng cái quy mô đầu tư kinh doanh. Tất nhiên, các bạn cũng sẽ khá vất vả đấy, nhưng làm đến đâu thì thấy hiệu quả đến đó. Nên là gì? Lúc nào cũng tràn đầy cái động lực, tràn đầy cái năng lượng và tràn đầy cái quyết tâm. Tiếc rằng trong tháng này vẫn còn một vài cái hung tinh, nó vẫn sẽ gây ra một vài cái rắc rối trên con đường tài lộc của những người tuổi Mùi. Khi mà có đồng tiền dư giả trong tay ấy, thì quý vị cũng không nên nghe theo lời dụ dỗ mua hàng của những kẻ không quen biết. Các bạn có thể mua phải những cái món hàng kém chất lượng hoặc là đầu tư bị mù quáng, bị thua lỗ và rất dễ xảy ra mất tiền mất bạc. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng tư âm lịch thì cái vận trình công việc, sự nghiệp của những người tuổi Mùi khá là hanh thông thuận lợi. Và cái mặt tình duyên thì nó cũng thuận lợi không kém. Trong tháng tư âm lịch thì được nhiều cái cát tinh nó quy tụ, nó xoay chiếu. Vậy nên cái phương diện tình cảm của những người tuổi Mùi cũng được hanh thông trở lại và thuận lợi một cách bất ngờ. Các bạn tận hưởng cái niềm vui và hạnh phúc của riêng mình. Trong thời gian này với những người độc thân thì các bạn biết mình muốn tìm một cái người như thế nào, nên là không phải tốn nhiều thời gian cho cái đối tượng không phù hợp. Cũng nhờ cái tính cách dịu dàng, chu đáo mà các bạn ghi điểm trong mắt của nhiều người xung quanh, có những người chủ động tìm đến làm quen với các bạn. Một số người có thể là được người thân hoặc bạn bè giới thiệu cho những cái đối tượng phù hợp. Cái việc gặp gỡ, tiếp xúc với những người đó hay không ấy thì hoàn toàn nằm ở quyết định của các bạn. Xong, khuyên các bạn nên cởi mở và thử trò chuyện với đối phương xem. Biết đâu, đó lại là người tâm đầu ý hợp với mình. Đó. Cũng có thể đó là một cái cơ hội kinh doanh buôn bán và mở rộng, tăng thêm cái thu nhập cho các bạn. Với những người đã có đôi có cặp thì cả hai đều đã trưởng thành hơn trong cái mối quan hệ. Đôi bên biết lắng nghe, biết bao dung và tha thứ cho những cái lỗi lầm của nhau. Cùng nhau kề vai sát cánh trong những cái khó khăn trong cái cuộc sống. Đôi khi hai người vẫn có thể là xảy ra những cái tranh cãi, nhưng mà đó chỉ là cái gia vị thêm thắt vào cho cái tình yêu giữa hai người. Sau mỗi lần giận dỗi thì hai người cảm thấy quý trọng nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn và trân trọng cái hạnh phúc mà mình đang có. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, bên cạnh cái công việc hanh thông, tình duyên thì được khởi sắc, thì cái tình hình sức khỏe của những người tuổi Mùi trong cái tháng tư âm lịch thì nhìn chung cũng không có gì phải đáng lo cả. Các bạn vẫn duy trì được cái thể trạng tốt, tinh thần tích cực, hăng hái, nên là
làm công việc nào cũng hiệu quả và đạt được những kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, quý vị đừng quá tập trung vào cái sự nghiệp đến mức là quên cả chuyện nghỉ ngơi. Các bạn vẫn cần phải xây dựng cho mình một cái lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ giấc, cân bằng dinh dưỡng và chịu khó tập luyện thể dục thể thao. Như vậy thì các bạn mới giữ được cái đầu óc tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Đó là con giáp may mắn thứ 3, tuổi Mùi, đúng không ạ? Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong trình ngày hôm nay thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu trong tháng 4 âm lịch cũng được cục diện tị Dậu Sửu là tam hợp. Nói chung ấy, cái vận trình của những người tuổi Dậu trong cái tháng 4 âm lịch thì thấy rằng được cục diện tam hợp nó chiếu cố, nó đem lại cái tín hiệu tích cực cho cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Nhiều cái cơ hội nó xuất hiện mở ra cho các bạn, được gì? Nhiều cái triển vọng trong công việc. Các bạn nắm bắt được và cố gắng không ngừng này, thì ắt sẽ có được cái thành công rực rỡ. Nói chung ấy, những người tuổi Dậu ấy còn biết được cái khả năng của mình là gì, nên là có thể phát huy được đúng lúc đúng chỗ, khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên vì những cái gì mà bạn đã đạt được. Thì ngoài ra, các bạn có thể là thể hiện cái tài lãnh đạo của mình, chỉ huy của mình, truyền động lực cho mọi người để cùng cố gắng vượt qua những khó khăn, để gặt hái những cái thành công trong cuộc sống. Với những người làm lãnh đạo thì các bạn sẽ tạo được cái uy tín với nhân viên cấp dưới của mình khi mà luôn bình tĩnh và nghiêm túc trong mọi cái tình huống có thể xảy ra, để có thể đưa ra những quyết định chính xác nhất cho tập thể. Trong thời gian này thì quý vị sẽ lãnh đạo công ty, có thể đạt được những bước tiến quan trọng trong thời gian này. Vậy nên trong cái tháng 4 âm lịch thì quý vị hãy chú ý đến cách nói năng hành xử của mình, luôn cởi mở và chân thành với mọi người để xây dựng được cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Quan hệ rộng rãi cũng sẽ giúp cho các bạn tiếp xúc được với nhiều cái cơ hội hơn. Gặp khó khăn thì cũng không sợ không có những người khác giúp sức. Thêm nữa, ở trong cái tháng 4 âm lịch lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ. Vậy nên là gì? Các bạn có thể dành thêm thời gian để làm các việc thiện, giúp đỡ những người xung quanh, những người đang gặp khó khăn hơn mình. Các bạn đối xử tốt đẹp với mọi người thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận được cái phúc báo và những món quà cuộc sống đã đem lại cho các bạn. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, và hóa giải những xung sát thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại và được quý nhân tương trợ giúp đỡ mọi lúc mọi nơi, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, với những người tuổi Dậu thì công việc hanh thông. Vậy nên là gì? Cái tài lộc của những người tuổi Dậu trong cái tháng 4 lịch thì nhìn chung cũng khá là thuận lợi. Do được cục diện tam hợp là tị Dậu Sửu nó tương trợ, nó giúp đỡ. Các bạn chăm chỉ làm việc thì ắt sẽ kiếm được một khoản xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Với những người làm công ăn lương thì những đóng góp của các bạn cũng được lãnh đạo đánh giá cao. Cấp trên cũng sẽ sẵn sàng dành cho các bạn những lời khen có cánh và những khoản thưởng nóng. Nếu mà tự tin với những gì mà mình đã làm được thì các bạn có thể tự đề xuất thăng chức tăng lương cho mình, khả năng cao cũng sẽ được chấp nhận. Bên cạnh đó, các bậc thầy tử vi cũng dự báo với những người làm kinh tế, với những người làm kinh doanh buôn bán ấy, thì các bạn đang nhận được những khoản lời lãi đầu tiên của mình. Điều này nó cho thấy các bạn đang có những cái quyết định khá đúng đắn. Vì vậy, các bạn hãy tiếp tục cố gắng hơn, tương lai các bạn sẽ còn nhận được nhiều cái khoản hậu hĩnh hơn nữa. Trong thời gian này thì những người làm nghề tay trái hoặc là sắp xếp thời gian làm thêm ấy cũng sẽ nhận được những cái khoản tiền thù lao dư giả. Các bạn dần có chỗ đứng trên thị trường nên là các hợp đồng với đối tác, với khách hàng ấy, cũng ngày một nhiều hơn. Dù vất vả nhưng mà các bạn thấy xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Điều mà những người tuổi Dậu ấy cần phải lưu ý trong thời gian này đó chính là hạn chế cái tính nóng nảy của mình để tránh mâu thuẫn với khách hàng, với đối tác. Điều này không đem lại cái lợi ích gì cho các bạn, thậm chí nó còn khiến cho các bạn bị ảnh hưởng đến danh tiếng, gây tác động không tốt đến cái tiền bạc đến về sau, đúng không ạ? Thưa quý vị, bên cạnh cái công danh sự nghiệp nó phát triển, tiền bạc thì rủng rỉnh, cái phương diện tình duyên của những người tuổi Dậu trong thời gian này gì cũng không được như ý đó. Phần lớn là do cái cách hành xử của các bạn. Vì vậy mà những người tuổi Dậu cần phải dành nhiều thời gian để nhìn nhận lại bản thân, chứ không phải là cái người mà trách móc hay là gì đổ lỗi cho người khác. Với những người đã lập gia đình thì các bạn và người ấy cần phải hạn chế tranh cãi với nhau vì những cái vấn đề nhỏ nhặt,
cái điều gì có thể bỏ qua được thì nên bỏ qua, không nên nhắc đi nhắc lại khiến cho đôi bên cảm thấy là bực bội. Khi mâu thuẫn nảy sinh thì các bạn cũng không nên nói những lời nóng nảy gây tổn thương cho những người khác. Quý vị hãy gì hạ cái tôi của mình xuống thấp nhất, đừng có bắt người ấy nghe theo mọi thứ, mọi ý kiến của mình nữa. Hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương, biết đâu các bạn sẽ tìm được cách hành xử cũng như là gì có những cái bước đi khác lạ hơn. Với những người độc thân trong tháng 4 âm lịch ấy, thì cái phương diện tình cảm của quý vị cũng không có nhiều cái điểm sáng, chủ yếu là do các bạn quá lạnh lùng, tự cao tự đại, tạo ra cái bức tường ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh, khiến cho người khác ngần ngại không dám tiếp xúc với các bạn. Khi có ai bày tỏ cái thiện cảm với mình thì dù không thích đi nữa thì các bạn cũng không nên từ chối một cách quá phũ phàng, mà hãy gì có cách hành xử khéo léo để gì đối phương không có buồn bã hoặc là không bị mất mặt đó. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và tăng cường cái vận trình nhân duyên cũng như là tăng cường vận trình tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái tháng 4 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Và trong tháng 4 âm lịch chúng ta sẽ có 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đấy. Được quý nhân tương trợ giúp đỡ mọi lúc mọi nơi và cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn, có cơ hội làm ra tiền của, trở nên giàu có sau một đêm. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Sửu, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Dậu. Đây là 4 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.